12 thứ bạn không bao giờ được xả xuống bồn cầu. Đôi khi, chúng ta vẫn vứt vài thứ không nên vứt vào bồn cầu. Bạn có mắc lỗi này không? Thừa nhận đi, trong số những thứ kỳ dị nhất mà những người thợ sửa ống nước từng tìm thấy có chai nhựa, gạch và thậm chí là quần áo. Tất nhiên là những người bình thường như chúng ta sẽ không vứt đồ đi một cách thô thiển như vậy. Nhưng mà ai ngờ rằng, ngay cả những thứ gần như vô hại nhất như chỉ nha khoa hay giấy vệ sinh cũng có thể làm tắc ống nước. Trước khi chúng tôi tiết lộ danh sách những thứ này, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia cộng đồng soi sáng nhé. Hãy nhấn nút đăng ký và nhấp vào hình chiếc chuông thông báo bên cạnh. 1. Giấy vệ sinh. Khoan, gì cơ? Chẳng phải giấy vệ sinh thì phải xả xuống đó ư? Có rất nhiều cuộc tranh luận về việc có nên vứt giấy vệ sinh xuống bồn cầu không. Hầu hết các chuyên gia cho rằng sẽ không có hại gì nếu bạn sống tại căn hộ hoặc ngôi nhà thông thường. Tuy nhiên, ở đó có bể phốt thì bạn không nên ném bất cứ thứ gì xuống bồn cầu. Nói cho rõ thì bể phốt là hệ thống xử lý nước thải cực kỳ phổ biến tại nông thôn. Đó là một bể ngầm và không kết nối với hệ thống thoát nước. Nói cách khác là cái gì trôi vào đó thì sẽ nằm đó luôn. Ở các quốc gia khác nhau, mọi người có thái độ khác nhau đối với vấn đề vứt giấy vệ sinh. Một vị khách du lịch tên là Matt Kitson đã tạo ra một trang web hành trình nơi anh ta liệt kê các quốc gia mà bạn không nên xả giấy vệ sinh xuống bồn cầu. Một số điểm du lịch nổi tiếng nhất mà bạn không được xả giấy vệ sinh thường sở hữu hệ thống nước thải cũ kỹ như Hy Lạp, Ireland hoặc một số vùng nông thôn Argentina, hoặc họ có lý do thuộc về văn hóa, do đó bạn không thể xả giấy xuống bồn cầu. Ở Indonesia, Ethiopia và Maldives, mọi người thường sẽ rửa thay vì dùng giấy chùi vì hệ thống thoát nước ở đây không thể xử lý được giấy. Mọi thứ đang thay đổi ở Maldives và nơi này đang trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Úc chính là một quốc gia xa xôi và kỳ lạ, có thể tự hào về hệ thống thoát nước và áp suất nước mạnh. 2. Chỉ nha khoa. Chỉ nha khoa có vẻ vô hại khi xả xuống bồn cầu. Tuy nhiên, nó được làm từ vật liệu sợi. Đó là lý do tại sao nó có thể dồn đống bên trong đường ống nước. Khi bạn giật nước, nó sẽ trở thành một tấm lưới mà những thứ khác vướng vào khi trôi trong hệ thống ống nước. Nó còn có thể quấn vào và làm hỏng động cơ của hệ thống xử lý nước thải nhà bạn. Hãy tưởng tượng chi phí mà bạn phải bỏ ra để sửa chữa đi. Hơn nữa, việc vứt chỉ nha khoa xuống bồn cầu cũng không thân thiện với môi trường chút nào. Sợi tổng hợp không thể phân hủy và nó sẽ gây hại cho môi trường. 3. Bã kẹo cao su. Bạn có biết là phải mất 7 năm thì bã kẹo cao su mới chui ra khỏi người bạn sau khi bạn nuốt nó vào bụng không? Lời đồn thổi này đã bị lật tẩy lâu rồi, nhưng nó cũng nói lên một điều gì đó. Bã kẹo cao su không tan trong nước, ngoài ra nó có thể dính vào ống nước và gây tắc. Đây chính là lý do vì sao bạn không nên vứt bã kẹo cao su theo cách này. Và cũng đừng có chét nó dưới gầm bàn. Hãy gói nó vào giấy bỏ đi hoặc tờ rơi rồi ném vào thùng rác nhé. 4. Cá. Chúng tôi không nói tới việc bạn cố gắng xóa dấu vết sau khi làm cháy món cá đâu nhé. Đây là chuyện về những chú cá mà mọi người nuôi làm cảnh. Dù được chăm sóc tốt đến đâu, cá cũng sẽ bị ốm và chết đi. Đâu là cách để vứt xác cá nhân đạo nhất, theo ý kiến của những người nuôi cá? Dường như mọi người vẫn thường bỏ xác cá chết vào bồn cầu. Tuy nhiên, đây không phải là ý tưởng hay, bởi vì xác cá chết có thể làm tắc ống nước. Ở Canada, chính quyền đã yêu cầu người dân không được vứt cá còn sống xuống bồn cầu, bởi vì dù có tới được ao hồ thì chúng cũng sẽ làm chết những con cá trong đó. Tình trạng tương tự cũng đang là vấn đề nhức nhối tại Úc, khi những con cá địa phương bị nhiễm bệnh từ các loài thủy sinh ngoại lai khi chúng xâm nhập vào môi trường sống. Thay vì vứt cá bị ốm hoặc cá chết đi như vậy, hãy chôn chúng trong phân ủ tổng hợp hoặc thực hiện an tử cho chúng tại phòng khám thú y. 5. Băng dán vết thương. Một miếng băng dán mà bạn dùng để băng vết thương rất hiệu quả, được làm từ nhiều thành phần, chất béo, sáp, cao su và những nguyên liệu khác. Một hỗn hợp như vậy không thể tan trong nước và có thể làm tắc ống nước nhà bạn. 6. Kính áp tròng. Khi nói rằng mọi người thường vứt đủ thứ xuống bồn cầu, chúng tôi thật sự có ý như vậy đó. Ví dụ như kính áp tròng, chúng có vẻ nhỏ bé và vô hại, nhưng thực tế, kính áp tròng được làm từ nhựa và sẽ không phân hủy trong rất nhiều năm. Tất nhiên là kính áp tròng thì không gây tắc ống nước, nhưng chắc chắn là sẽ có hại với môi trường. Các chuyên gia đã tính toán rằng cứ mỗi năm lại có hơn 20 tấn kính áp tròng bị vứt xuống sông, làm ô nhiễm nguồn nước. Một số nhà sản xuất kính áp tròng lớn như Bosch và Lomb có chương trình tái chế kính áp tròng.
bạn có thể để lại kính áp tròng đã qua sử dụng của mình tại phòng khám nhãn khoa hoặc trực tiếp gửi chúng tới công ty. 7. Phân mèo. Hệ thống xử lý nước thải có tác dụng giúp chúng ta loại bỏ phân, kể cả phân mèo. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên chúng ta không nên bỏ cát vệ sinh của mèo đi theo cách này. Sau vài giờ, cát vệ sinh sẽ cứng lại và kẹt đâu đó trong ống nước. Giải pháp xử lý cát vệ sinh tốt hơn là vứt đi cùng với rác thải cứng. 8. Thuốc tẩy clo. Tôi biết, bạn muốn giữ cho ngôi nhà của mình sạch sẽ, tinh tươm và nhà vệ sinh cũng thế. Tuy nhiên, đổ clo vào bồn cầu sẽ gây tác hại. Hóa chất tẩy rửa chứa clo có khả năng ăn mòn mạnh tới nỗi có thể làm hỏng ống nước nếu bạn dùng chất tẩy quá thường xuyên. Nếu nhà bạn có hệ thống bể phốt, chất tẩy cũng sẽ gây hại bằng cách tiêu diệt các vi khuẩn cần thiết cho quá trình tự hoại. Thực tế là bạn không cần phải cọ rửa toilet hàng ngày bằng chất tẩy. Thay vào đó, bạn có thể dùng giấm. 9. Mặt nạ đắp mặt. Bạn có đổ đất sét xuống bồn cầu không? Không à. Vậy đừng ngạc nhiên khi biết rằng mặt nạ cũng có thành phần giống như vậy. Bạn không nên xả mặt nạ đất sét xuống bồn cầu. Những mẩu mặt nạ nhỏ sau này sẽ dồn cục trong ống nước và tạo ra một khối khổng lồ gây tắc. Bạn có thể dùng khăn để lau sạch lớp trên của mặt nạ và phần còn lại gồm những màu nhỏ có thể rửa sạch bằng nước. 10. Lá trà. Dù lá trà có vẻ nhỏ và hoàn toàn vô hại, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Theo thời gian, lá trà sẽ dồn lại bên trong ống nước và tạo thành một khối gây tắc rất khó loại bỏ. 11. Túi nhựa. Ngay cả những mảnh nhỏ nhất của túi nhựa cũng có thể nguy hiểm. Chúng tạo thành khối và tất nhiên là cực kỳ có hại với môi trường. Bạn có biết lượng nhựa mà đại dương phải gánh mỗi năm là bao nhiêu không? Rất nhiều ư? Là 8 triệu tấn đấy. Và thế không tốt chút nào. Một số trong đó là do tàu thuyền và các bãi biển thải ra, một số là do sông ngòi đưa tới và một lượng rất lớn là đến từ bồn cầu. Bạn không muốn góp phần vào đó chứ? 12. Sản phẩm ghi rằng bạn có thể xả xuống bồn cầu. Thông tin trên bao bì ghi rằng bạn có thể xả giấy vệ sinh xuống bồn cầu. Tất nhiên chỉ là mưu đồ tiếp thị. Thực tế, những loại giấy đó phải mất vài giờ thì mới tan. Và như vậy là thừa thời gian để gây tắc rồi. Có một cách đơn giản để biết giấy vệ sinh có tan trong nước không. Hãy bỏ vài mẩu giấy vệ sinh vào một cốc nước lạnh. Nếu bạn vẫn thấy nhiều mẩu giấy lớn sau 5-10 phút, vậy nghĩa là bạn không thể xả giấy này xuống bồn cầu. Nhưng nếu những mẩu giấy này gần như không còn hình thù gì, thì bạn có thể tin lời nhà sản xuất. Thừa nhận đi nào! Bạn có từng ném thứ gì trong số trên xuống bồn cầu chưa? Bạn có gặp phải vấn đề gì không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho chúng tôi một lượt like và nhấn nút đăng ký để luôn nhận được cập nhật từ Soi Sáng.